Xin chào các bạn. Hôm nay theo yêu cầu của một số bạn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài nhảy Anh cho em mùa xuân. Với bài này chúng ta sẽ sử dụng 4 câu nhạc 8 để dạo lúc đầu và 8 câu nhạc 8 cho bài nhảy. Chúng ta sẽ đi theo 4 hướng theo chiều quay của kim đồng hồ. Và trước tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một câu nhạc dạo nhé. Câu 1, tay trái chúng ta chống hông, chân trái làm trụ, chân phải chúng ta chống mũi. Tay phải chúng ta sẽ đưa từ trái qua phải, lên cao rồi xuống dưới nhé. Các bạn cùng tập theo mình nào, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2, chúng ta đổi bên, chân phải làm trụ, tay phải chống hông. Câu 2. 2 2 3 4 5 6 7 8. Câu 3, chúng ta dùng cả hai tay bắt chéo nhau từ dưới đưa lên trên. Nhún theo nhịp. 3 2 3 4 5 6 7 8. Câu 4 giống câu 3. 4 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta sẽ nhảy 4 cái câu này xong và chúng ta sẽ bắt đầu bài nhảy nhé, gồm 8 câu. Mình sẽ đi trước một lượt cả 8 câu cho các bạn quan sát nhé. Bắt đầu. 1 2 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 7, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng câu. Câu 1, chúng ta bắt đầu bằng chân trái. Nhịp 1, chúng ta bước chân trái lên phía trước. Hai tay chúng ta đưa từ trong ra ngoài, làm bàn tay mở. 1, làm bàn tay chúng ta ngửa lên phía trên. 2, 3 và 4. Nhịp 5, chúng ta lại đổi chân phải bước lên phía trên. 5, 6, 7 và 8. Chúng ta làm lại câu 1 nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Chuyển sang câu 2. Nhịp 1, chân trái chúng ta bước sang tay. Hai tay chúng ta đưa ở phía trước, phần phía trước ngực, lòng bàn tay hướng lên trên phía trước và đưa thấp chân các bạn nhé. Anh nhìn một này, một đấy. Lại nhé, bắt đầu này. 1, nhịp 2 chân trái chúng ta thu về cùng xin lỗi, nhịp 2 là chân phải chúng ta thu về cùng với chân trái. 2, tay chúng ta đưa sang bên phải. Nhịp 3, lại bước chân trái sang ngang, tay đưa chân theo chân. Nhịp 4, lại thu chân phải về, tay thu về phía trước người. Nhịp 5, đổi chân bước chân phải sang ngang, tay đưa theo chân. 5, 6, 7, 8. Mình cùng làm lại câu 2. Bắt đầu. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
trán. Bước chân trái vắt qua chân phải, chéo qua chân phải một góc 45 độ này. Tay chúng ta sẽ để như thế này. 1. Đấy. Nhịp 2 chúng ta lại bước chéo chân phải vắt qua chân trái. 2. Nhịp 3 chúng ta lùi chân trái. 3. Nhịp 4 thu chân phải về cùng với chân trái. 4. 5, 6, 7, 8 chúng ta làm giống như 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Chúng ta cùng làm lại câu 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4, chúng ta thực hiện cha cha mở tiến bằng chân trái trước, có nghĩa là chúng ta mở sang bên phải. Tay trái chúng ta đặt ở phần eo, chân trái chúng ta bước chéo sang bên phải một góc 45 độ, tay phải đưa lên cao. 1. Nhịp 2 dậm chân phải. 2. 3 và 4. Nhịp 5 7 đến lượt chúng ta lại bước chân phải chéo sang bên trái và 45 độ, tay phải chúng ta đặt ở phần eo, tay trái chúng ta đưa lên cao. 5, 6, 7 và 8. Mình thực hiện lại câu 4 nhé. 4, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lại cả 4 câu này. Bắt đầu. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 5. Nhịp 1, chân trái chúng ta bước sang ngang. 1. Nhịp 2, thu chân phải về cùng với chân trái. 2. Nhịp 3, lại bước chân trái sang ngang. 3. Nhịp 4, lại thu chân phải về, nhưng lúc này chúng ta chống mũi bàn chân thôi ạ. 5, 6, 7, 8 chúng ta sẽ quay một vòng. Nhịp 5, bước chân phải sang ngang, mũi bàn chân mở sang bên phải. 6 chúng ta quay ngược lại 180 độ. Nhịp 7 chúng ta lại quay ngược lại 180 độ về vị trí bàn ta, về hướng bắt đầu. 7, 8 chúng ta chống mũi bàn chân trái trộn vào với chân phải nhé. Chúng ta cùng thực hiện lại câu 5. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 6. Nhịp 1, chúng ta bước chân trái lên phía trước, tay phải chúng ta chống hông, tay trái chúng ta đưa theo chân để thực hiện bước cha cha. Và bắt đầu từ câu 6 chúng ta sẽ chuyển hướng thứ hai các bạn nhé. Chúng ta chuyển hướng thứ hai từ câu 6 ạ. Nhịp 1 này. Nhịp 1, khi bước chân trái lên phía trước thì chân phải chúng ta nhến gót lên, dùng mũi để xoay người sang bên phía tay phải một góc 90 độ các bạn nhé. 1. Đấy, nhịp 1 là chúng ta đã chuyển hướng rồi. 2, 3 và 4. Nhịp 5 chúng ta bắt đầu đổi mình. Tay trái chúng ta lại chống hông, tay phải chúng ta đưa sang ngang, chân phải đưa sang ngang và tay chúng ta đưa theo chân. 5, 6, 7 và 8. Mình làm lại câu 6. Này, câu 6 chúng ta đang ở tư thế như thế này ạ. Đúng không ạ? Được.
Câu 6 này. 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 7, chúng ta thực hiện cha cha cơ bản dặn bằng bước tiến chân trái trước. Chân trái chúng ta bước lên. Đấy, nhịp 1 này, chân trái bước lên. Tay trái chúng ta đưa ngang bằng vai, cao bằng vai. Tay phải chúng ta đưa lên cao các bạn nhé. 1, 2, dậm chân phải. 3 và 4. Nhịp 5, lùi chân phải. Tay phải thì lại đưa ra ngang, cao bằng vai. Tay trái đưa lên cao. 5, 6, chúng ta dậm chân trái. 7 và 8, ta tiến lên phía trước. Với tư thế này chúng ta thực hiện tiếp câu 8. Tay phải chúng ta chống hông. Tay phải chúng ta chống hông này. Chân trái chúng ta bước lên phía trước này. Tay trái chúng ta đưa theo chân. 1. Nhịp 2 chúng ta xoay 180 độ ở phía đằng sau. 2. 3 và 4 chúng ta bước chân trái lên, đồng thời tay bắt qua ngang qua đầu này. 3 và 4. Giờ đổi tay này. Tay trái để chống hông. Nhịp 5 này. 5. Đấy. Nhịp 6 chúng ta lại quay 180 độ về phía đằng sau. 7 và 8 chúng ta lại bắt tay vòng qua đầu các bạn nhé. Đấy. Mình thực hiện lại câu 8 nhé. 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Mình sẽ thực hiện lại 4 câu 5, 6, 7, 8 cho các bạn quan sát nhé. Bắt đầu từ câu 5 này. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 7, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đấy. Thực hiện xong 8 câu thì với hướng này ta tiếp tục lại thực hiện từ đầu, từ câu 1. Đấy, các bạn cho đến hết câu 8 cứ như vậy. Thế thì với 8 câu này các bạn nhớ nhé, chúng ta cứ tập theo trình tự như thế. Nhưng các bạn lưu ý ở hướng thứ tư, ở hướng thứ tư, sau khi kết thúc 4 câu đầu tiên thì nó có để phù hợp với nhạc để nó có thêm 4 nhịp tăng nữa các bạn. Này, chúng ta có thể đứng tại chỗ và chúng ta thực hiện 4 cái nhịp đó như thế này, tức là 1, 2, 3, 4, ta nhún 4 nhịp tại chỗ và tay chúng ta đưa từ trong ra ngoài thế này thôi. Nên mình sẽ thực hiện lại đây. Hướng thứ tư thì nó sẽ đang ở cái hướng 9 giờ các bạn này. Nghe nhá. Thực hiện từ cái câu 1 này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4. Sau đó thực hiện đến câu 5. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục lại thực hiện câu 6. 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 7, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và ta lại thực hiện từ đầu, từ câu 1 cho đến bao giờ hết cả bài hát thì thôi các bạn nhé. Đấy. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn toàn thể cái bài Anh Cho Em Mùa Xuân rồi đấy. Các bạn có thể tham khảo cái bài nhảy của mình để khớp nhạc cho nó thuận tiện dễ dàng hơn. Xin chúc các bạn thành công. Chào các bạn.